Bác xem nội thất bên trong của sản phẩm Sony 3.3 ESX. Nó gấu thật sự, và những gì nó gấu thì nó thể hiện ở đây. Bốn tụ lọc như bốn quả tên lửa. Nguồn rất to. Cái nguồn này này, cái tản nhiệt này này, nó góp phần làm lên độ nặng của cái sản phẩm này. Và cái mặt đáy. Mặt đáy nữa. Rất dày anh em nha. Thiết kế rõ ràng, chi tiết. Anh em có thể ghép vang, ghép lọc vào cho nó đậm đà, nó phê hơn. À đấy là ghép vang là hát karaoke. Còn ghép lọc vào thì âm sắc nó sẽ hay hơn. Với những bơm đi khủng này. Con này nó lắp sò lắm, 8 con các bạn nha. Đây, chân sò nó bám kín theo cái tản nhiệt này. Sò to, sò bé. 8 con sò to, còn lại là những con nhỏ nhỏ. Nếu nhìn từ mặt đáy thì sẽ nhìn rõ hơn. Tụ to, tụ nhỏ, tất đây. CD 21730. Sản xuất tại Nhật Bản. 4-8, 4-16 ohm. Đó là số series trở kháng. AB cộng B. Chức năng pre, bao gì đây. Adapter. Muốn sử dụng ra adapter thì các bác phải gạt sang bên này. Tôi sẽ mở to, các bác trải nghiệm thêm một lần nữa. Xem bề ngang kích cỡ con này nó phải 44 không nhá. 43. Chiều sâu. Chiều sâu cả cọc cả lúm tầm gần 40 các bác nha. 40 đấy. Chiều cao là 16. Cách hôm nay không lẽ đôi mình ngày mai chia xa nữa. Xin người yêu chớ sầu. Tinh và Sure Direct anh em không được bấm nhá. Bấm sẽ tiếng nhỏ và mất tác dụng của bát chép. Mẫu lê này thì cửa hàng có quá nhiều video. Chắc bán tầm con này tầm phải 6-7 con là ít. 3 con 3, 3 con 2, 3 con 5. Con này là 3 con 5, à 3 con 3 ES 5 triệu Việt Nam đồng. Những đôi loa to này đánh đơn giản các bác nhá. Loa của hãng Onkyo, Sony, Diatone, Pioneer, Samsung. Phang được hết, hay trong tầm tiền, khỏe, rất khỏe trong tầm tiền. Có lọc nhạc nữa thì hết ý luôn, tôi nói các bác điều đó nha. Tản nhiệt nó như một bức tường bê tông, kinh không? Trái đắng xanh sao, nhưng tình yêu ngọt ngào, anh ngỡ rằng mình thương. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em.